Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu chuyên mục là các tin tức. Công ty cổ phần Haplat trên địa bàn huyện Ân Thi vượt qua khó khăn, đạt mức tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm trước. Khu công nghiệp Minh Đức thu hút được hơn 30 dự án trong nước và nước ngoài vào đầu tư sản xuất kinh doanh. Thị trường Trung Quốc giảm nhập khẩu hạt nhựa và nhiều mặt hàng nguyên liệu khác, doanh nghiệp Việt cần lưu ý để hạn chế rủi ro. Cuối chuyên mục là phóng sự cộng đồng doanh nghiệp Hưng Yên vượt khó, giữ ổn định sản xuất. Sau đây là nội dung chi tiết của chuyên mục. Kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2023 của công ty cổ phần Haplat trên địa bàn huyện Ân Thi đạt 400 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Các sản phẩm sản xuất của công ty bao gồm túi nhựa sinh học tự hủy, túi siêu thị và các loại túi dùng cho gia đình, công nghiệp, y tế, thực phẩm. Bình quân mỗi tháng đạt sản lượng 1.000 tấn sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Mỹ và châu Âu, tạo việc làm cho 160 lao động, chủ yếu là người địa phương với mức lương từ 8 đến 9 triệu đồng một người trên tháng. Định hướng của doanh nghiệp hướng tới sản xuất sản phẩm túi tự hủy thân thiện với môi trường. Khu công nghiệp Minh Đức trên địa bàn thị xã Mỹ Hào có diện tích gần 200 ha, đến nay đã thu hút hơn 30 dự án trong nước và nước ngoài vào đầu tư. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê của khu là gần 60 ha, hiện chủ đầu tư đã hoàn thiện tiếp hạ tầng của gần 40 ha tiếp nhận các dự án vào đầu tư. Đây là khu công nghiệp có nhiều thuận lợi về vị trí, nằm trên mặt đường quốc lộ 5 tiếp giáp giữa hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương. Vì vậy, khi hạ tầng được hoàn thiện đồng bộ sẽ thu hút nhiều dự án mới và đầu tư. Hỗ trợ các chính sách về làm các thủ tục đầu tư. Ngoài ra thì đầu tư thì cũng phối hợp để làm các cái chính sách về tiếp cận chung các cái hạ tầng, rồi là tạo điều kiện cho nhà đầu tư vào xây dựng cũng như phát triển các xây dựng nhà máy. Để sớm hoàn chỉnh xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Minh Đức, chủ đầu tư cùng địa phương đang tích cực tuyên truyền vận động, tạo đồng thuận trong nhân dân về giải phóng mặt bằng, bởi trong tổng diện tích gần 200 ha của khu, hiện vẫn còn 11 ha của khoảng 60 hộ dân thôn Phúc Bố, xã Ngọc Lâm chưa nhận tiền hỗ trợ đền bù theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2023 đến nay, các doanh nghiệp sản xuất tái chế hạt nhựa trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm hàng tồn kho lớn do thị trường Trung Quốc hạn chế nhập khẩu. Tại thị trấn Như Quỳnh có khoảng 500 doanh nghiệp, hộ gia đình tham gia sản xuất túi ni lông và tạo hạt nhựa. Trong đó có khoảng 200 cơ sở tạo hạt nhựa để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với sản lượng bình quân từ 600 đến 800 tấn một ngày. Do thị trường Trung Quốc giảm nhập khẩu làm cho lượng hàng tồn kho lớn, giá giảm gần một nửa, xuống còn từ 13 đến 15.000 đồng một kg tùy chất lượng hạt nhựa. Từ đầu năm đến giờ là kiểu Trung Quốc kiểu không ít nhỉ. Các ngành nhựa lại bây là tụt giá nó xuống nhiều cho nên bà con làm ăn khó lắm. Theo khuyến cáo của nhiều chuyên gia, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm, không như kỳ vọng, cộng với bong bóng bất động sản xuất công nghiệp giảm sẽ dẫn đến nhu cầu nhập khẩu nguyên phụ liệu giảm theo. Vì vậy, các doanh nghiệp trong nước sản xuất hàng xuất khẩu sang Trung Quốc cần có tính toán phù hợp, hạn chế rủi ro. Vừa qua, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên đã tổ chức bàn giao nhà cho thân nhân liệt sĩ Phạm Văn Du ở xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu. Căn nhà được xây dựng có diện tích 42,5 m², tổng kinh phí xây dựng gần 300 triệu đồng. Trong đó, hội viên Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên ủng hộ tiền và hiện vật trị giá 70 triệu đồng, phần còn lại do gia đình dòng họ đóng góp. Sau gần 3 tháng xây dựng xong, căn nhà hoàn thành đảm bảo các tiêu chí tường cứng, mái cứng và nền cứng. Phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, thời gian tới, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh sẽ phối hợp với Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh tổ chức đa dạng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, trong đó phong trào xây sửa nhà cho gia đình chính sách là một nhiệm vụ trọng tâm. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp nhận được câu hỏi của doanh nghiệp gửi về ở nhiều lĩnh vực khác nhau như hải quan, thủ tục đầu tư, thuế, v.v. Trong nội dung hỏi đáp doanh nghiệp kỳ này, mời quý vị cùng nghe nội dung trả lời của ông Vũ Đình Tranh, Phó Đội trưởng Chi cục Hải quan Hưng Yên với câu hỏi của doanh nghiệp là: Xin cho biết nội dung kiểm tra sau thông quan với doanh nghiệp gồm những gì? Việc kiểm tra sau thông quan nhằm đánh giá tính chính xác, trung thực các nội dung, các chứng từ, hồ sơ mà người khai hải quan đã khai, nộp, xuất trình với cơ quan hải quan, đánh giá việc tuân thủ pháp luật hải quan và các quy định khác của pháp luật liên quan đến quản lý xuất khẩu, nhập khẩu của người khai hải quan.
cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra theo nội dung phạm vi của quyết định kiểm tra trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro và kết luận theo từng nội dung để kiểm tra. Kiểm tra sau thông quan được thực hiện tại trụ sở cơ quan hải quan và trụ sở người khai hải quan. Trụ sở người khai hải quan bao gồm trụ sở chính, chi nhánh, cửa hàng, nơi sản xuất, nơi lưu giữ hàng hóa. Quý doanh nghiệp, cá nhân có những thắc mắc cần cơ quan chức năng chuyên môn trả lời, giải đáp, vui lòng liên hệ, nhắn tin qua số điện thoại 0363 089 089 hoặc hòm thư điện tử đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com, phòng phát thanh, đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu thời gian qua là minh chứng cho thấy nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên cũng như trên cả nước để giữ ổn định sản xuất, tự đổi mới và cải tiến dây chuyền sản xuất theo chiều sâu, giúp không ít doanh nghiệp vững vàng giữa khó khăn và có tăng trưởng. Doanh nghiệp này từ chỗ chỉ chăn nuôi lợn, thủy sản và gia cầm theo mô hình Việt Gáp rồi xuất bán thì nay đã mạnh dạn đầu tư thêm máy móc, thực hiện cả khâu chế biến thành nhiều loại sản phẩm với sản lượng hơn 1 tấn trên ngày để cung cấp cho thị trường như thịt lợn, giò lợn. Tất cả tạo thành mô hình chăn nuôi chế biến khép kín. Nỗ lực của doanh nghiệp đã góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận. Thực hiện cái đề án chuỗi của Sở Nông nghiệp và cũng được sự hỗ trợ của các ngành chức năng thì chúng tôi tuân thủ theo cái tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đấy, thì đảm bảo làm sao mà cái sản phẩm đầu vào là an toàn thì đến khi chế biến và đưa ra cho các bếp ăn rất yên tâm về chất lượng. Giữa khó khăn, không ít doanh nghiệp lại chọn hướng đi bằng cách mở rộng thêm lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới hay đầu tư cải tạo lại cơ sở vật chất phục vụ cho sản xuất kinh doanh tốt hơn. Kích cầu với cơ hội kinh doanh trong chợ thì được công ty chúng tôi có phát triển thêm cái khu vực vui chơi trên tầng 3 và khu vui chơi ăn uống của trẻ em để kích cầu giúp các thành phần kinh tế cùng nâng lên để phát triển. Thời gian qua cũng chứng kiến một xu thế, đó là doanh nghiệp có tiềm lực tài chính đã đầu tư nhiều hơn cho máy móc công nghệ theo chiều sâu để nâng cao năng suất. Tuy nhiên đây chỉ là số ít, bởi cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh Hưng Yên đa số có quy mô vừa và nhỏ, tiềm lực tài chính có hạn. Vì vậy, sự quyết tâm của doanh nghiệp là chưa đủ mà rất cần những cơ chế chính sách hỗ trợ kịp thời của nhà nước. Đơn cử như lãi suất cho vay theo đa số doanh nghiệp vẫn ở mức cao so với mặt bằng tăng trưởng sản xuất. Tỉnh Hưng Yên hiện có hơn 15.000 doanh nghiệp, đa số là doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Cũng chính từ đặc thù này mà dễ dàng điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp hơn với khó khăn khi tăng trưởng kinh tế tiêu dùng suy giảm, giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất và ổn định việc làm cho người lao động. Qua 7 tháng đầu năm, đóng góp của doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng khá, góp phần đưa số thu ngân sách cán mốc hơn 16.200 tỷ đồng, bằng gần 90% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao cả năm. Tinh thần vượt khó, cố gắng duy trì được cái hoạt động của doanh nghiệp, giữ chân được người lao động và đồng thời cũng cố gắng làm sao chi trả được lương cho người lao động, tìm mọi cơ hội để đảm bảo được một phần công ăn việc làm. Triển vọng kinh tế 8 tháng đầu năm có nhiều tín hiệu khởi sắc, đà phục hồi được dự báo sẽ mạnh mẽ hơn trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, theo đa số các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vẫn gặp không ít khó khăn. Cùng diễn biến khó lường của thị trường xuất khẩu toàn cầu, đòi hỏi từng doanh nghiệp phải linh hoạt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh theo sát diễn biến của thị trường, nắm bắt từng cơ hội dù là nhỏ nhất để duy trì và phát triển, trong đó có sản xuất phục vụ thị trường tiêu dùng trong nước với gần 100 triệu dân. Thời lượng 10 phút của chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp tuần này đến đây là hết. Quý doanh nghiệp, cá nhân có những thông tin về sản phẩm của doanh nghiệp mình cần chia sẻ trong chương trình, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0363 089 089, địa chỉ email đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com, phòng phát thanh, đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên, số 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chuyên mục sau.